Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em đó là phân môn tập đọc lớp 4. Để bắt đầu học được bài này, các em chuẩn bị giúp thầy một quyển sách giáo khoa tiếng Việt tập 2 qua cái bút chì nhé. Để bắt đầu vào bài mới thì thầy trò chúng ta cùng ôn lại bài cũ tí nào. Tiếp tục đọc, vừa rồi các bạn học là bài Thắng Biển của nhà văn Chu Văn. Vậy các em hãy đọc thầm lại bài này giúp thầy. Các bạn vừa đọc thầm xong rồi thì các bạn hãy trả lời câu hỏi giúp thầy nhé. Bạn hãy tìm những từ ngữ hình ảnh trong đoạn 1 nó lên sự đe dọa của cơn bão biển. Những từ ngữ hình ảnh nó lên sự đe dọa của cơn bão biển là gió đã bắt đầu mạnh, nước biển càng dữ, biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé. Thầy xin chúc mừng bạn nào có kết quả giống như kết quả của thầy. Bây giờ các em hãy nhìn lên màn hình, quan sát bức tranh và miêu tả những gì thể hiện những bức tranh này nhé. Trong tranh vẽ một em thiếu niên đang chạy trong bơm đạn với cái giỏ trên tay. Những tiếng bơm rơi, đạn nổ bên tai không thể làm tắt đi nụ cười trên gương mặt của chú bé. Vậy trong giờ tập đọc hôm nay, các em sẽ gặp một chú bé rất gan dạ, dũng cảm trong bài Ravrod ngoài chuyến lỷ. Đây là đoạn trích trong tác phẩm nổi tiếng Những người khốn khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Hình ảnh chú bé Ravrod được khắc họa trong đoạn trích. Vậy tiết tập đọc hôm nay, thầy và các em đi tìm hiểu đó là bài Ravrod ngoài chuyến lỷ theo Hugo. Đây là chân dung của nhà văn Pháp Victor Hugo và đây là tác phẩm nổi tiếng của ông Những người khốn khổ. Victor Hugo sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802 tại Besançon và mất ngày 22 tháng 5 năm 1885 tại Paris, là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Ông cũng đồng thời là một nhà chính trị, một tri thức dấn thân tiêu biểu của thế kỷ 19. Các em ở sách tiếng Việt tập 2 trang 80 và tập trung lắng nghe thầy đọc trước bài này Ravrod ngoài chuyến lỷ. Anjonra nói, chừng 15 phút nữa thì chuyến lỷ chúng ta không còn quá 10 viên đạn. Ravrod nghe rõ câu nói đó. Một lát sau, người ta thấy bóng cậu bé thấp thoáng ngoài đường phố dưới làn mưa đạn. Thì ra Ravrod đã lấy một cái giỏ đựng chai trong quán ra khỏi chiến lũy. Nó dốc vào miệng giỏ những chiếc bao đầy đạn của bọn lính chết gần chiến lũy. Cậu làm cho gì đấy? Cuốc phay rắc hỏi. Em nhặt cho đầy giỏ đây. Cậu không thấy đạn réo à? Ravrod trả lời. Có chứ, nó rơi như mưa ấy. Nhưng làm sao nào? Cuốc phay rắc thét lên. Vào ngay. Tí ti thôi, Ravrod nói. Ngoài đường, lửa khói mịt mù. Điều đó rất có lợi cho Ravrod. Dưới màn khói và với thân hình bé nhỏ, cậu bé có thể tiến xa ngoài đường mà không ai trông thấy. Ravrod dốc 7-8 bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa. Rồi lại phóc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ. Nghĩa quân mắt không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa.
mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em nhanh hơn đạn. Em chơi trò ủ tim với cái chết một cách thật ghê rợn. Theo Hugo. Vậy các bạn hãy đọc thầm lại toàn bài lần nữa nhé. Các em vừa đọc xong bài Ravrod ngoài chuyến lỵ rồi, các em hãy tìm bài này chia làm mấy đoạn. Bài Ravrod ngoài chuyến lỵ chia làm 3 đoạn nhé các em. Đoạn 1 từ Anjonra nói đến làn mưa đạn. Đoạn 2 thì ra đến Ravrod nói. Đoạn 3 ngoài đường đến ghê rợn. Để tiếp tục bài học, các em hãy đọc đoạn số 1 giúp thầy. Đoạn số 1, các em chú ý giúp thầy từ Anjonra. Đây là tên của một nhân vật nước ngoài. Khi phiên âm tiếng Việt thì giữa những tiếng phải có dấu gạch nối. Tiếp tục từ Ravrod. Đây cũng là một tên nhân vật ở nước ngoài được phiên âm tiếng Việt. Các bạn đọc lại hai từ này: Anjonra, Ravrod. Trong đoạn số 1 này có từ chúng ta chưa hiểu, cần phải giải nghĩa đó, từ chiến lũy. Chiến lũy là tuyến phòng thủ được xây dựng kiên cố hoặc dựng tạm bằng các vật có tác dụng che đỡ như bao cát, giường, tủ, bàn, ghế, vân vân để chống lại bom đạn của kẻ thù. Các em hãy đọc lại đoạn số 1 mình giúp thầy. Các em vừa đọc xong đoạn số 1, các em hãy trả lời câu hỏi này. Ravrod ra một chuyến lỵ để làm gì? Ravrod nghe Anjonra nói thông báo nghĩa quân sắp hết đạn nên ra ngoài chuyến lỵ để nhặt đạn, giúp nghĩa quân có đạn để tiếp tục chiến đấu. Các em biết không, chú bé Ravrod nghe Anjonra thông báo là nghĩa quân sắp hết đạn, là chú băng ra ngoài chuyến lỵ để nhặt đạn, giúp nghĩa quân tiếp tục có đạn để chiến đấu. Hình ảnh Ravrod ra ngoài chuyến lỵ đẹp như thế nào? Các em cùng tìm hiểu tiếp đoạn số 2 nhé. Tương tự như đoạn số 1, đây là đoạn số 2, các em hãy đọc thầm đoạn số 2 giúp thầy. Các bạn vừa học đoạn số 2 rồi, giờ trong đoạn số 2 này các em hãy chú ý dùm thầy giúp từ Quốc Phây Rắc. Đây là tên của một người nước ngoài. Khi phiên âm tiếng Việt chúng ta phải có dấu gạch nối ở giữa các tiếng. Các em đọc là Quốc Phây Rắc. Tiếp tục của từ chiến lũy. Trong từ chiến lũy này có tiếng lũy. Âm L đứng đầu, quần uy đứng sau, thanh ngã ở trên. Đọc là chiến lũy. Và tiếp tục ở trong đoạn số 2 này để tìm được một từ chúng ta cần phải giải nghĩa, là đó là từ dốc. Dốc có nghĩa là trút xuống, ta cầm vật gì là trút xuống. Và dốc trong câu này nè, nó dốc vào miệng giỏ những chiếc bao đầy đạn của bọn lính chết gần tiếng lũy. Bây giờ các em hãy đọc lại đoạn số 2 giúp thầy. Thank you.
Các em hãy tìm trong đoạn số 2 những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ravaroth. Những chi tiết thể hiện lòng dũng cảm của Ravaroth là bóng cậu thấp thoáng dưới làn mưa đạn, chú bé dốc vào miệng giỏ những chiếc bao đầy đạn của bọn lính chết ngoài chiến lũy. Quốc Ferrax thét lên, giục cậu vào chiến lũy nhưng cậu vẫn nán lại để nhặt đạn. Các em biết không, chú bé Ravaroth thật là dũng cảm, chú không sợ nguy hiểm, ra ngoài chiến lũy để nhặt đạn cho nghĩa quân dưới làn mưa đạn của kẻ thù, mặc cho Quốc Ferrax thét giục cậu vào chiến lũy, cậu vẫn nán lại để nhặt làn đạn. Bóng cậu lúc ẩn lúc hiện dưới làn mưa đạn của giặc, cậu không sợ cái chết, cậu như một thiên thần đang có vẻ chơi đùa với bọn giặc. Các em ạ, để tiếp tục bài học, các em hãy đọc thầm đoạn số 3 giúp thầy. Trong đoạn số 3 các em chú ý giùm thầy giúp từ khoác vai. Trong từ khoác vai, quần oát nằm trong tiếng khoác. Chúng ta đọc là khoác vai. Từ quấn chặt. Quần oát nằm trong tiếng chặt. Chúng ta đọc là quấn chặt. Các em đọc lại hai từ này giúp thầy. Kế tiếp trong đoạn này thì có từ chúng ta cần giải nghĩa. Đó là từ thiên thần. Thiên thần là thần ở trên trời, thường được cho là rất đẹp và có nhiều phép lạ. Theo quan niệm xưa, các em biết không, từ thiên thần trong câu đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Ý nói là cậu bé không sợ chết, lúc ẩn, lúc hiện, dưới làn mưa đạn của quân giặc để nhặt đạn giúp nghĩa quân có đạn để tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục từ ú tim. Ú tim là trò chơi trốn tìm của trẻ em. Từ ú tim trong câu em chơi trò ú tim với cái chết một cách thật ghê rợn. Ý nói là em bé không sợ chết mà vẫn chơi trò trốn tìm với cái chết. Đạn, mặc dù đạn bắn theo em, nhưng cậu bé cũng không sợ, vẫn đi tìm và nhặt đạn cho nghĩa quân. Để giúp các em học đúng một đoạn văn, thì các em hãy nhìn lên màn hình và lắng nghe thầy hướng dẫn các em đọc trước nhé. Trên đây có một đoạn văn, các em cần đọc ngắt nghỉ ở dấu phẩy, dấu chấm và cần nhấn giọng những từ thầy gạch chân phía dưới màu đỏ, thể hiện tinh thần dũng cảm và mưu trí của cậu bé khi đi ra ngoài chuyến lữ đi nhặt đạn cho nghĩa quân. Để các em hãy lắng nghe này đọc trước. Ngoài đường lửa khói mịt mù, điều đó rất có lợi cho Ravaroth. Dưới màn khói và với thân hình bé nhỏ, cậu bé có thể tiến xa ngoài đường mà không ai trông thấy. Ravaroth dốc bãi 8 bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phóc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ. Nghĩa quân mắt không rời cậu bé, đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em nhanh hơn đạn, em chơi trò ú tim với cái chết một cách thật ghê rợn. Và các em hãy đọc lại đoạn này và cần nhấn giọng đúng những từ thầy đã nêu trên. Để tiếp tục tìm hiểu bài, các em hãy giúp thầy trả lời câu hỏi số 3 này nhé. Câu số 3, vì sao tác giả gọi Ravaroth là một thiên thần? Các bạn có 3 đáp án để lựa chọn. Đáp án thứ nhất, A, vì cậu bé có lòng dũng cảm như thiên thần. B, vì cậu bé nhanh, không bao giờ chết như một thiên thần. C, vì cậu bé giỏi tránh đạn như một thiên thần. Các em hãy suy nghĩ 10 giây để chọn đáp án nhé.
Trong câu số 3 này, đáp án B là đáp án chính xác. Đáp án B, vì cậu bé nhanh, không phải giờ chết nhưng mà thiên thần. Tác giả ví như vậy. Bạn nào có đáp án giống như thầy, xin chúc mừng bạn đó. Cái mà bạn nào có cảm nghĩ của mình về nhân vật Rarot nào? Rarot là một thiếu niên anh hùng, không sợ nguy hiểm đến bản thân mình, lo cho nghĩa quân không còn đạn để tiếp tục chiến đấu. Các em biết không, hình ảnh chú lúc ẩn lúc hiện, lúc nằm xuống rồi lại đứng lên, phóc ra tới lui trong lửa khói bịt mù, đã được Hugo khắc họa thật rõ nét và sinh động. Chú bé ấy như một thiên thần mà đạn giặc không thể nào đụng tới được. Qua bài tập đọc Rao Rót và Chiến Rỉ, thầy các em vừa tìm hiểu, các em hãy cho biết nội dung chính của bài là gì? Nội dung chính của bài văn là bài văn ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Rao Rót. Các em về đọc lại nội dung này và trả lời lại các câu hỏi để chúng ta nắm bài kỹ hơn. Các em tiết học hôm nay chúng ta đã hết rồi. Các em đọc lại bài này, trả lời lại các câu hỏi và xem lại nội dung chính của bài. Thầy chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Mến chào tạm biệt các em.